Kênh Quang Lăng thân kính chào các cô chú anh chị. Hôm nay là phiên bán hàng của tối ngày 26 thì mình cũng bán hàng cho ngày mai là ngày 27 tháng 8 năm 2023. Thì hôm nay là cuối tuần thì cũng sắp tới lễ rồi, mình cũng còn một ít hàng thôi, không còn nhiều. Đó thì hôm nay mình sẽ xả cho các cô chú anh chị mình nha. Đó thì cơ hội này cả nhà mình ai chưa có mình vô mình sưu tầm. Đó, cố gắng mua một đơn hàng 250k lấy lên mình sẽ bao cước hoàn chỉnh cho cả nhà mình nha. Còn dưới 250k là mình sẽ không bao cước cho cả nhà mình ha. Đó, hôm nay mình sẽ xả luôn, thì mình bán bữa nay nữa thì mình tạm ngưng, thì tại mình cũng còn ít hàng thôi, thì cả nhà mình ai ủng hộ được thì mình xin chân thành cảm ơn. Đó thì trước mặt cả nhà mình đây là cái cây lan trúc lan nha, một cái dòng địa lan trúc lan, thì cái này thì mình mới trồng thôi, nó chưa ổn đâu, thì cho nên nó chưa ổn cho nên cái bông nó không được bự nha, cái bông nó hơi nhỏ, chứ cái này nó chưa bung ra đâu, cái này nó còn bung nó hở cái miệng này ra nữa, cái này nó chỉ mới cái hé thôi. Nó bung nó mở cái miệng này ra nữa thì nó rất là đẹp nha. Đó, cây này trúc lan mình trồng nhiều lắm, nó cả nhà mình thấy xanh dần chỗ đó không, nhưng mà nó chưa ổn đâu cho nên chưa bán, thì nó còn trong quá trình xuống lá nè, thì cái dòng này đem về là nó vàng, nó xuống lá ghê lắm, trồng thời gian mầm gốc lên thì nó mới ổn nha. Đó, mầm gốc lên ổn thì mình sẽ bán cả nhà mình. Cái này mình chừa lại một hai bông này để cho biết nó mặt hoa thôi, tại vì cái dòng này nó cũng đa dạng nhiều lắm, thì nó có cái loại này loại thân lùng nè, thân lùng này mình dễ trồng dễ chăm nè, còn cái loại thân ngoài đó chỗ ngoài đó là cái loại thân cao nha, nó cao bây giờ nó cỡ khoảng 2 mét rồi đó, thấy ghê thiệt chứ. Cái loại lúc trước mình bán thân cao một lần, mình bán thân hai ba lần trước mình bán thân lùng, cái đợt sau mình bán thân cao, đợt này mới trở lại cái thân lùng nè. Đó rồi, thì trước khi đi vô bán hàng thì mình cũng xin nói thêm luôn, thì cả nhà mình cũng xem cho kỹ mình hả mua đó, thì tại vì cũng như là thí dụ như cái dòng tiểu hồ điệp này nè, thì cả nhà mình nghe cái tên đó thì cả nhà mình cũng biết rồi đó, thì tiểu hồ điệp mình quay thì mình cũng nói rõ ràng hết trơn đó, mình quay cận cảnh cho cả nhà mình ai ưng hả chốt đó. Cả hàng lạng gừng thì nó không có mướt mát như hàng công nghiệp đó, tuy nhiên cây nó rất là khỏe mạnh đó, hàng gừng thì không tránh khỏi nó trường hợp nó lỗi lá gì đâu đó, thì hàng gừng mà trong quá trình ta khai thác vận chuyển không tránh khỏi đâu. Thì cái tiểu hồ điệp thì cả nhà mình biết rồi đó, nghe cái tên nó thì cả nhà mình cũng biết rồi, nó rất là nhỏ con chứ nó không bự đó, nó rất là nhỏ con nha chứ nó không bự, bởi vì cái cây của nó như vậy là nó đã trưởng thành rồi đó, nhưng mà nó là nó nhỏ con đó, nó nhỏ con chứ nó không bự đâu đó, tuy nhiên cái cây nó già rồi chứ nó không phải là nó cái cây nó già cui rồi đó, nhưng mà tại cái loại nó nhỏ con chứ nó không phải là cái cây nhỏ mình bán cho cả nhà mình, cái cây nhỏ đâu, không phải đó, thì nó là một cái dòng tiểu hồ điệp, nó cái hàng gừng mà, thì cả nhà mình nghe cái tên nó thì cả nhà mình cũng biết rồi đó, nó đâu có bự con được, nó rất là nhỏ con luôn đó. Thì mình quay rất là kỹ, mình ưng mình hả chốt cho nên thôi cả nhà mình phải chốt về, cái cả nhà mình mở ra nhà nó trời ơi sao cái cây tiểu hồ điệp nhỏ xíu vậy, tôi tính đâu nó bự, trời thì đã nói là tiểu hồ điệp rồi, nó hàng gừng nó không có bự, nó nhỏ xíu, mình bán mình cũng nói đàng hoàng là nó nhỏ chứ nó không bự. Này mình lấy vô mình làm thử cả nhà mình xem nè, nó nhỏ vậy đó chứ nó không bự đó. Thì cái hàng gừng nó không có mướt mát như hàng công nghiệp đâu đó, cả nhà mình chăm lá đọt lên vậy nè, đầu mới mướt lại nè, thấy không nè, này đó, lá đọt không mướt nè, còn cái lá này ở dưới này nhìn nè, nó không có mướt như hàng công nghiệp, nhưng mà cây hàng gừng thì nó rất là khỏe mạnh luôn. Nó rễ thì ok hết trơn vậy nè, cả nhà mình về cả nhà mình nó không có rễ thì sao mình cũng không hiểu sao mà không rễ luôn á, rễ người ta ra vậy cho mà nói cây không rễ đó, thì mình qua bán mình quay kỹ cho cả nhà mình xem nè, rễ nè, như vậy mình đóng hàng nó an toàn, còn rễ mà nó thòng nó đưa ra ngoài này nè, cả nhà mình đóng chột rễ cho 10 cây chột rễ về phải xử lý rễ rồi, còn cái cây này mình bảo đảm cả nhà luôn, thí dụ như một cái cây trâu của gừng mu đôn vậy nè, nó căng bước lá này cả nhà mình thấy không, căng bước lá cứ ngắt luôn chứ nó không phải nó còn xếp lá đâu nè, như cây này là chưa nè, cây này có nhà mình nhìn nè, cái lá bóp lại được luôn nè, cái nhà thấy không, đó nè, bóp cái lá luôn nè, đó là cái cây đó nó chưa được đấy nè, còn cái lá của người ta căng bước cái gì rễ ra ổn định gì rồi, căng bước gì rồi thôi chứ nó đâu còn cái gì nữa, thì về mình chăm cái lá đọt lên thì nó sẽ mướt lại, còn những cái lá này thì nó bản chất nó nằm trong gừng nó đã vậy rồi thì nó không có phát triển gì thêm nữa đâu, cho nên mình chăm cái lá đọt cái lên thì cả nhà mình cũng thông cảm, mình chơi hàng gừng thì mình phải biết cái tố chất của nó chứ nó đâu phải như cái hàng công nghiệp đâu, nhưng mà bù lại nó rất là khỏe mạnh luôn, cả nhà muốn nó chết không phải là chuyện đơn giản, còn cái hàng công nghiệp đó, thấy mướt mượt vậy đó,
nó mướt mượt á, người ta chăm mướt mượt như vậy cả nhà, mình về mình chăm đi, mình không khéo thì lên tôi mình muốn chết rồi, nó chết rồi, muốn thối là thối rồi, chứ nó không có báo trước cả nhà mình đâu. Còn cái cây này mà nó muốn chết thì từ từ nó phải héo nhăn lá rồi đủ thứ, từ từ nó mới chết đó. Mà muốn nó chết nó không phải là chuyện đơn giản, rất là khó. Có mà nhiều cái cây lan gừng hả, nhiều khi đó, một năm hai năm trời nó chưa chết, nó cứ nằm vậy hoài đó, nó rễ nó không ra mà cây không phát triển, nó không chết, nó nằm đó đó, chứ đâu phải nó dễ chết đâu. Rồi thì hình số 1 nè, một con trâu chuẩn gừng Mương Đôn nha. Rồi 100k gộp đơn hình số 1. Hình số 2 một cặp tiểu hoàng đỏ hay còn gọi là giáng thu đó, tiểu hoàng đỏ hay gọi giáng thu. Bữa nay thì cả nhà gắng cố gắng mua đơn hàng 250k anh sẽ bao cứu vận chuyển cho cả nhà mình nha. Đó, tiểu hoàng đỏ hay còn gọi là giáng thu 120k cho một cặp này đó. Hình số 2, hình số 3 lan gâu mực đó, 190k gộp đơn, bán rẻ rẻ cho nhanh hết rễ rồi nè, khỏi cái bàn luôn nè, nào quay cho cả nhà xem chi chít luôn nè, cây nào như cây nào. Bây giờ nó lên thêm một cặp đọt nữa nè, lên thêm một cặp đọt nữa nè, nó mướt lại thấy không, lên thêm một cặp đọt nó mướt lại nè thấy không. Còn cái này là cái thằng già, cái lá già của nó nè, nó nè, nó lên thêm một cặp đọt dễ mướt lại nè, cây bóng hới luôn thấy không. Cây mình chơi lan gừng mình phải biết cái tố chất của nó, chứ đâu phải mình nói lan gừng mà về cả nhà mình đem mấy cây lan công nghiệp cả nhà so sánh là mình thua luôn. Nhưng mà cái cây lan công nghiệp chơi nó không bền mà cây lan gừng đâu. Rồi hình số 3 90k gộp đơn nha. Đó, lan gâu mực 90k gộp đơn hình số 3. Nè, hình số 4 nè, cây này là lan công nghiệp nè. Mình trồng từ cái bót lên, cái lúc mình trồng nó chỉ có 3 thân thôi. Và bây giờ cả nhà thấy một chậu lùm gì luôn. Đó, một chậu lùm gì luôn, cả nhà nhìn nó rất là mướt mượt luôn. Này đã đúng chắc là hàng công nghiệp đó. Cái này là hàng cấy mô đó, chứ không phải là hàng ấy đâu, gieo hạt cấy mô nè, chứ không phải là hàng gừng nha. Mình nói cho cả nhà mình biết luôn đó, nè lan công nghiệp này rất là mướt luôn à. Cây là lá nào như lá nào luôn, chất lượng luôn đó. Mình trồng từ cái bót lên vậy nè, nhỏ xíu nè, nó chỉ có 2-3 thân nhỏ xíu xíu vậy đó. Mà giờ nó làm một lùm vậy nè, cả nhà biết trồng bao lâu chưa, mới sang chậu cho nó luôn đó. Chứ phải nói đâu nè, mấy cái này là nó dễ lắm. Cái này là nó nhú mầm gì là lên, là nó ra rễ, nhú mầm lên rồi ra rễ nè. Còn mấy cái thân già nó sẽ co rễ lại. Mấy cái mầm này là mấy mầm là về mình chơi hoa luôn nè cả nhà mình. Nè, mấy mầm này về chơi hoa luôn, mai mốt là nó ra hoa và mình quay cái mặt hoa đó cho cả nhà mình xem. Mấy mầm này lên là hoa luôn nè, cả nhà mình thấy không? Mầm nó lên chi chít luôn. Đó. Mầm này lên hoa nè. Một cái chậu lùm gì bán ra nhà mình nhiêu, một cây rồi mình bán ra nhà mình là 200 phố ta. Bữa nay mình bán cho cả nhà mình 170k nha, 170k, gắng cố gắng mua đơn hàng 250 mình bao cứu vận chuyển cả nhà mình. Cái này là nữ hoàng bóng đêm hoa màu tím nha. Nữ hoàng bóng đêm hoa màu tím nó sẽ thơm, rất là thơm vào ban đêm. Ban ngày nó không thơm đâu, ban đêm cực kỳ thơm. Nó nhiều cái loại lan nó ngộ gì đó. Nữ hoàng bóng đêm trước mình bán nhiều lắm đó. Hình số 4 và hình số 5 là đùi gà tròn đó, đùi gà tròn Cao Bằng nha, 90k gộp đơn, gắng cố gắng mua đơn hàng 250 bao cước, 90k gộp đơn đùi gà tròn Cao Bằng. Hình số 5, hình số 6 là lan gâu mực, 90k gộp đơn. Hình số 6, hình số 7 là lan thiên nga đó, hình số 7 là lan thiên nga, 80k gộp đơn hình số 7, 80k gộp đơn. Bán rẻ rẻ nhanh hết nha, mình còn số hàng nữa mình lên hết là hết ngày nay, chắc mình tạm ngưng cả nhà cho nó ổn ổn, nó nhiều mình bán lại chứ ít ít có mấy loại cũng khó bán. Rồi hình số 8 là bà liễu xưa nè, bà liễu xưa nè. Cái cây này là cái thân già nó bị cùi ngay lúc mà gió, lúc mình trồng lên là gió nó dập qua dập lại nó bị gãy nè, tuy nhiên nó không làm sao hết trơn nha, nè nó gãy ngọt ngang luôn nữa cả nhà. Lúc mình trồng gió mưa bão nó quật nó gãy ngang dở lên cái mầm tơ khác nè. Cái mầm này là cả nhà mình về vài tuần nữa nó thắt đọt mới chơi hoa được nha. Nào mình nói luôn, về chơi thân này nè, thân này chơi hoa nè, thân này thắt đọt mới chơi hoa nha. Hình số 8 bà liễu xưa, bình thường bán 150 nè, bán cả nhà 130 nha gộp đơn, cố gắng mua đơn hàng 250 bao cước, bán tương tác cả nhà mình chơi đó. Này trồng từ cái bót lên nhỏ xíu vậy nè, từ cái bót lên nhỏ xíu vậy nè,
hình số 8 trăm 3 gộp đơn, hình số 9 là Ben Suda xưa. Ben Suda xưa mình bớt cho cả nhà 10.000 nha. Đó, hơn bán cả nhà mình 130 đó. 130 luôn đó. Rồi 130 gộp đơn, gắn cố gắng mua đơn hàng 250 bao cứng nha. Bán tương tác cả nhà mình chơi đó. Mấy dòng này trồng rất là lâu mà cực lắm luôn. Hình số 9 Ben Suda xưa. Ai chưa có mình sưu tầm nha. Hình số 10. Số 10 là lan tiểu hoàng đỏ hay còn gọi là gián thu. Tiểu hoàng đỏ hay còn gọi là gián thu. Chín mươi ca gộp đơn, hình số 10. Hình số 11 là hỏa hoàng cam đó, 140 ca bao cứ mình 140 ca gộp đơn nha cả nhà. Gắng cố gắng mình quên mình lộn tính nấu bao cước nữa đó. Gắng cố gắng mua đơn hàng 250 bao cước nha. 140 ca hình số 11 hỏa hoàng cam. Hình số 12 là một cặp đùi dẹt đó, 100 ca bán rẻ luôn, 100 ca cho hai chậu luôn. Mua đơn hàng từ 250 lên bao cứng là 100k hai chậu đùi gà dẹt. Về mình chăm nha, về treo hoa là những cái thân này nè. Đó, đùi gà thì đặc biệt là nó sẽ sổ hoa những thân già, còn những cái thân tơ năm nay thì qua năm nó mới cho hoa nha. Hình số 12 100k gộp đơn. Hình số 13 là đùi gà tròn. Đó. Đùi gà tròn Cao Bằng. Đó. 90k gộp đơn. Hình số 13. Hình số 14 ai chưa có mình gắn cố gắng mình sưu tầm cả nhà, rất là rẻ luôn. Đơn hàng 250 là mình bao cước hoàn chỉnh cho cả nhà mình luôn. Rồi hình số 4 là hải yến hoa màu trắng tím rất là thơm, 80k. 80k nha cả nhà, hôm qua bán 90 gộp đơn, bữa nay hạ thêm cho cả nhà thêm 10.000 nữa đó là 80 đó. Hôm qua là bán 90 gộp đơn đó, 90 là gộp đơn luôn á, bữa nay hạ thêm 10.000 cho cả nhà mình. Đó, cho có tương tác coi như là hình nào cũng có hạ hết. Hình số 14 80k gộp đơn, hoài hải yến rất là đẹp luôn. Hình số 15. Hình số 15 là long tu xuân. Đó, long tu xuân 100k gộp đơn, cái này 130 mình bán cả nhà 100k gộp đơn đó, 250 mình bao cước nha, gắng cố gắng mua đơn hàng 250 mình bao cước. Rồi hình số 16 kiếm xích ngọc. 100k gộp đơn nha cả nhà, gắng cố gắng mua đơn hàng 250 mình bao cước. Rất là đẹp luôn. Kiếm xích ngọc rẻ ăn lên tới mặt chậu luôn nè. 100k gộp đơn. Mình bán bữa nay nữa chắc mình xin tạm ngưng nha cả nhà. Rồi, khi nào ổn mình bán lại. Tại giờ cũng còn ít hàng này là hết luôn rồi đó. Hình số 16 là kiếm xích ngọc 100k gộp đơn. Rồi hình số 17 là hai con trâu chuẩn là người Buôn Đôn. Thì trâu này trâu giống thôi nha. Nè mình nói luôn, cây này là cây nhỏ trâu giống. Đó, bán hàng là nói đàng hoàng vậy đó, cho cả nhà mình hiêu về nhận hàng còn chê còn nói là nhỏ. Đã mình nói là cái cây nhỏ rồi đó mà về còn chê cây nhỏ đó thôi mình cũng thua luôn. Mình bán hình quay mình nói rất là kỹ luôn. Cái cây nào nhỏ mình nói nhỏ, cái cây nào trưởng thành mình nói trưởng thành, mà về còn chê cây nhỏ đó thôi mình thua. Cũng như cây tiểu hồ điệp đó. Mình quay mình đã nói là cái dòng tiểu hồ điệp là nó là loại nhỏ con. Cái nó không phải là cái cây bự như cái hàng công nghiệp, hồ điệp công nghiệp. Nó cái hàng gừng mà nó rất là khỏe mạnh, nó nhỏ nhưng mà nó trưởng thành, nó lớn, nó là cây lớn chứ không phải là cây nhỏ. Nó đã lớn rồi nhưng mà tại nó loại nhỏ con vậy đó. Rồi. Hình số 17. Hình này bán tương tác cả nhà mình chơi cả nhà, 100k gộp đơn nha. Hai con trâu chuẩn hơn người Buôn Đôn. Hai con trâu chuẩn người Buôn Đôn nha, cái nào mình bớt được mình bớt cho cả nhà mình hết. 100k gộp đơn. Hình số 17. Hình số 18, một con trâu Bình Thuận. Con này thì nó trong gừng là nó trưởng thành rồi đó. Nè ngồng hoa cũ nè. Cả nhà thấy không? Ngồng hoa cũ nè. Rễ nè, quay kỹ cho cả nhà mình xem nè. Nó thì ở trong gừng thì đặc biệt ở trong gừng nó không tránh khỏi trường hợp lỗi lá nè. Cái này là những con sâu, những con sóc đồ nó ăn nè. Đó, bán hàng quay rất là kỹ luôn á, về còn la làng nữa trời thua luôn. Nè. Đó. 90k. Gộp đơn, hình số 18, trâu Bình Thuận nha. 90k. Mấy con này mà mình chăm là nó nhanh lớn lắm luôn. Về mà tại mình không chăm nhìn nó ha, không có mướt mắt rồi nè ha. Về mà chăm đi cực kỳ nhanh lớn, ở trong gừng là nó đã lớn nè, ngậm hoa cũ nè. Chứ nó không nhỏ đâu. Rồi, hình số 19 là một con trâu chuẩn người Buôn Đôn nha. Con này Bình Thuận, con này Buôn Đôn nè. Đó, hàng gừng này không tránh khỏi xe sâu xia gì nè, vì mới gọi là hàng gừng. Thấy chưa? Đó, mình quay rất là kỹ luôn, rễ nè, bón phân luôn nè,
rễ nó ăn dưới đây nữa nè, thấy không, sinh dần nè, thấy không nè, ở phía sau nữa nè, nó chỉ có một cái lá lỗi nè, lá này thôi, lá kế kế cái lá đọt này lên là đẹp lại đó. Hình số 19 90k gộp đơn, chỉ bớt được vậy thôi chứ giờ mình không biết bớt sao luôn. Mấy cái hàng này mình lấy rất là mắc tiền. Rồi hình số 20 đó, một con trâu chuẩn gừng muôn đôn luôn đó, thì trong quá trình vận chuyển khai thác thì không tránh khỏi gì nè. Rồi cái này là sâu xia trên gừng nè, nó quay rất là kỹ luôn nè, ở phía sau nè, ở phía trước nè đó. Cái này là do ở trên gừng nó nằm ở dưới tán cây nè, nó gớt lá cây đồ lên nè đó, quay rất là kỹ cho cả nhà mình xem luôn đó. Mà về mình chăm rất là khỏe luôn, mấy con này về chăm là mướt mượt nhanh lắm, nhanh lớn mà mướt lắm, rễ nè đó. Vậy đóng hàng không chọn mà cho nó ăn, nó đưa cái đầu rễ mà này đóng hàng phát một chọt luôn, hoặc là gãy rễ liền, về là phải chăm lại. Còn gì mình đóng là rất an toàn luôn, cây rất là khỏe mạnh luôn. Hình số 20 100k gộp đơn, hình này mình bán 130 đó, nên mình bán 100k gộp đơn nha. Hình số 20, hình số 21 là cũng một con trâu chuẩn gừng muôn đôn nè, cái lá bể nè, hôm qua mà mấy clip trước mình cũng vẫn quay kỹ cho cả nhà mình xem luôn nè, cái lá bể nè. Trong quá trình người ta khai thác á, nó bị bể lá nè, nhưng mà cái đó chót lá này nó không sao, nó bể chính giữa cây nè, cây dáng lốc sấy nha, nó thấy không, cây lớn rất là đẹp luôn, nhưng mà nó trong quá trình người ta khai thác nó bị bể lá vậy đó. Rồi cái này do sâu xia trên gừng nó ăn nè, nó bị mắc cái lá luôn à. Cái này do cái người khai thác người ta gì đó, nó bị gãy rồi gì ta cắt đó. Con này mình bán tương tác cả nhà mình chơi nè, 150k nè, bán rẻ luôn á, 100. Con này là không có giá 100 đâu, này bán là bà bán cái này không biết bằng vốn như nữa, bán 150k đó. Gắng cố gắng mua đơn hàng 250 bao cước nha. Hình số 21 đó, hình số 21. Rồi ai mua mặt xuân thì 50k ăn chậu, bán cả nhà mình 50k ăn chậu thôi, gộp đơn 50k ăn chậu mặt xuân tròn ẩm luôn. Hình số 22 mặt xuân 50k ăn chậu. Rồi hôm nay Hoa Lan Thơm có một số mặt hàng gửi đến cho các chú anh chị mình, cũng rất mong được sự ủng hộ từ các cô chú anh chị mình. Cả nhà mình ai ơn hình nào liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại ghi trên tiêu đề, cũng là cái số Zalo kết nối Zalo đặt hàng dễ hơn. Ai xem video chưa được bấm vào nút đăng ký kênh thì nhớ bấm vào nút đăng ký kênh, như bấm vào cái chuông để cập nhật những cái video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.